xe ben cười ở nhỏ té mã quy này. Đây bình ắc quy đây, motor điện. Xe này ben được luôn. Ben điều khiển. Đấy, lui. Thắng. Lấy. Dạ để mua chiếc mà. Bình đi lên mày mày vốn ấy rồi. Bị ác quý mày vốn vậy. Bình 12 vô đấy. 4 bình và 400 ampere. À, 4 bình luôn ha. Mỗi bình đó là 100 ampere. Motor quay ấy. Đây là motor lên ben. À. Cảm ơn. Cái này sai sai bằng điện luôn, ben sai bằng điện luôn ha. Bằng điện luôn. À. Em mới sai motor là riêng vis. Bằng điện luôn. Đây là mình đã chụp nếu mà quay lên xả là sau motor nó sâu này. Motor xe. Có không? Không, em có xe này. Xe này chỉ có bọn Trung Quốc thôi. À. Ba mấy chai được. Xe chạy em. Em đi mua về chạy ở chợ mức được không? Chợ mức ca của. Số yếu là chạy chậm quá. Rồi, nó thì chạy chậm chạy nó ha. Nó phải 30 km giờ. Em mua bây giờ chờ khoảng mấy được 58 anh. 58 là gì vậy tấn? Tấn ha, có giờ tấn luôn ha. Ok. À, 37 rồi à? Đào 37 đấy. Đấy chạy đi chứ, xe đặc biệt cái nào. Ê nên nổ máy bán em coi nè. Đây không cần nổ máy. Ờ không nổ máy quên. Đây nào em, câu cỏ mới đây à. Nó có bằng nước này này. À đấy bằng, ảnh đúng đấy bằng. À, để công tắc lên. À. Thằng đây thằng công tắc lên. Pin 12V mà. Hai motor, motor này motor bé này. Motor dàn đông này. Rồi chắc chắn lắm. Ông bà thông gia ở đâu? Không. Rồi. Nhưng mà thôi để nghiên cứu tí. Không nha. Hôm qua hồi sáng này nghe Hằng nói rồi. Nghe Hằng nói mà bảo đi cho mày nó ngại nhất quy 1. Nó 4 12V là có vài 3-4 ngày nha. Ngoài còn mình bảo ai nữa mời ai nữa không? Đây thông số mua tôi đây. Cảm ơn người đại nào. Bẹn. Nghe. Mình gì đây? Mình biết được, đây thỏa chuyên gia mình chưa xem xem xem. Mình chưa thiết kế một tuyến hay anh nữa, bé là một tỉnh quá này. Không có cái tiền. Cái sản của thầy xanh em thấy mình tưởng bình xăng là bình dầu thủy lực. À được á. Dầu lên bên đây này. À, dầu lên ha. Rồi.
Cái đấy, cái đấy, cái đấy, cái đấy, cái đấy, cái thì ông xuống ông đang còn lùm rừng mơ đâu mà ăn được con mới rồi nhở ông giàu kéo cái máy che cái tiếc gì nữa rồi đây là rồi mà